đi, cứ cất như thế này nhé. Xin chào, mời vào. Tôi mở ra nhé. Kiểm tra mấy miếng cắt này trước xem sao toàn bộ chỗ này là những miếng đã cắt. Tôi sẽ đưa cô xem miếng mỏng. Cô đã làm giống vậy rồi sao? Đúng rồi. Mẹ ơi, xưởng may của nhà mình bắt đầu rồi hả mẹ? Ra ngoài chơi đi con, cả hai đứa. Quang hô, quang hô. Cô đã kiểm tra mẫu chưa? Đã xong. Dễ thôi mà, một mẫu đơn giản thôi. Từ cái áo cỡ 8 nhé. Được rồi. Cánh tay thì như thế này. Quang hô, xưởng may của nhà mình bắt đầu rồi. Quang hô, xưởng may của nhà mình bắt đầu rồi. Quang hô, quang hô. Giờ bên đó em nghe đi. Becca, có chuyện rồi. Cái gì? Cứ ký tên cho giấy phép đột nhiên đi đâu rồi? Giờ thì chúng ta phải gửi đơn hàng này thôi. Mà ông ta nghỉ trong 13 ngày. Cái gì vậy? Minda, làm sao em có thể gửi được đơn hàng chứ? Em vừa mới gọi mọi người tập trung lại đây rồi mà. Minda, tại sao lúc đại em cũng vội vàng vậy? Em không thể nào đợi thêm chút nữa sao? Xin lỗi Minda, nhưng giờ thì chúng ta làm sao đây? Từ nay giờ sau nhớ là phải hỏi ý kiến anh trước, trước khi quyết định nhận bất cứ đơn hàng nào. Em hiểu không? Cứ máy đi, anh giải quyết chuyện này sao? Được rồi, làm ơn. Có chuyện gì vậy? Người ký giấy phép cho chúng ta lại đi đâu nữa rồi? Cho nên giấy phép của chúng ta sẽ nhận được sau 13 ngày nữa. Ôi, loại thần linh, tại sao có chuyện này xảy ra chứ? Đúng là một chuyện rối tung lên. Chuyện như thế video, mẹ em nói đúng. Khi còn trẻ thì có thể từ bỏ mọi thứ, các thói quen xấu. Em nói gì vậy? Em đang nói đến ai lớn tuổi sao? Ý em muốn nói gì chứ? Nói rõ ràng đi Minh Điêu. Thì anh không nghe những âm thanh đó sao? Con đến đi, em sẽ quay lại ngay. Thì ba gọi con. Điện thoại của con quá tuyệt. Trò chơi màn bơm bánh quy còn tải xuống quá xuất sắc. Không phải vậy sao? Hầu như các cô các bà ngồi trên xe lửa đều chơi trò này, cho nên còn phải tải xuống thôi. Jenny đang gọi tới nè. Con muốn nghe không hả? Con nghe không nào? Không, không. Bà cứ chơi tiếp đi. Con sẽ nói chuyện như quấy sao? Bà, ngưng chút đi nha. Đưa điện thoại cho con. Con sẽ mở chế độ không làm phiền. Rồi ba cứ tiếp tục chơi đến khi nào đó chấm dứt. Sẽ không ai làm phiền ba. Đây nè ba. Chờ tiếp thôi, bơm đã bắt đầu nổ rồi. Ta vừa chơi xong cấp độ này. Xin lỗi con yêu, ta đã chiếm điện thoại của con. Không sao đâu ba, ba cứ chơi đi. Chơi theo ý thích của mình đi. Được, tốt rồi, tốt. Mình sẽ đặt ra mức điểm cao mới trong vòng kế tiếp thôi. Mọi người đang dậm chân. Hãy tiếp tục hát những bài hát như vậy, đôi lúc rất vui, đôi lúc rất buồn. Hãy cười lên và bạn khiến cho mọi người cùng cười. Ôi, làm sao nó bị khóa vậy? Ba, ba ơi,
Mẹ ơi, làm ơn mở cửa cho con. Con bị nhốt bên trong rồi, Vương Điết. Cảm ơn, Vương Điết. Chị bị nhốt bên trong rồi. Không ai nghe mình hết. Mình không hiểu có chuyện gì với cả nhà không đây. Thốt rồi, mọi thứ đã đâu giờ đó rồi. Ổn rồi, đặt cái bánh đi, lên bàn kia. Được rồi ba, mẹ đi lấy cái bánh ra đi. Mẹ lấy ngay đây, phải rồi. Con sẽ mở cửa. Ôi đúng rồi. Mẹ, mở cửa ra, mẹ. Với đi, nó còn bị khóa mà. Có chuyện gì vậy chứ? Ba. Tất cả những chuyện này là sao đây? Mẹ ơi. Ba. Hai người đâu rồi? Tôi đi. Mẹ. Tôi đi. Em thật nhỏ mọn, chị sẽ không tha thứ cho em đâu. Anh làm gì ở đây vậy? Tôi chỉ mới, mọi người đâu hết rồi. Tôi đi, cái gì? Có chuyện gì ở đây sao? Dạ. Ôi, bây giờ thì con hiểu rồi. Mọi người nhốt con trong phòng để làm những việc dối dẫn này sao? Vậy chuyện này là sao? Là chính cậu ấy. Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi chỉ làm nhiệm vụ khóa phòng cô thôi. Ba của cô nghĩ ra chuyện này. Ba đây. Mẹ con yêu cầu ta làm việc này mà. Mẹ sao mẹ có thể nghĩ ra vậy không? Đó là ý kiến của ông ấy đó. Cái gì? Thôi được rồi, dừng lại đi. Việc đổ lỗi cho người này người kia nữa. Anh làm gì ở đây vậy? Tôi đến làm gì? Lá thư này. Cả đàn ông này còn muốn trêu chọc nữa sao? Bài hát có nói rằng người đưa thư đã nhận được thư, mang đến vô vàn niềm vui. Cô bây giờ đã trở thành quản lý cấp cao. Ôi tuyệt vời, tuyệt vời. Chị trở thành người đứng đầu của Zonan. Ôi tuyệt vời. Tôi biến tin vui này theo cách riêng và được gọi là buổi ăn mừng. Tất nhiên rồi, phải như vậy chứ. Anh ta thật ngu ngốc quá đi. Nhưng ít ra thì anh cũng có não để suy nghĩ tất cả những việc này có cần thiết như vậy không. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Ratanda ghét bánh lắm, con không chịu nghe. Đi lấy bánh mang vô trong đi. Để đó. Chị đã nói em mang nó đi chưa? Vì mọi người đã chuẩn bị quá nhiều thứ rồi. Con sẽ cắt bánh. Ôi tuyệt vời, phải vậy thôi. Xin chúc mừng thưa cô. Chúc mừng con yêu. Chị. Con yêu, đây là một tin rất tuyệt. Cứ vậy đi, con cảm ơn. Chúc mừng con yêu, thôi nào. Giờ thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Những lời cảm ơn của con không đủ đâu. Hôm nay con phải hát một bài sau khi cắt bánh. Được rồi ba ơi, làm ơn đi. Con chưa bao giờ hát mà. Hát đi con yêu, làm ơn đi bà. Con đã không hát nữa ngoài trường lúc còn nhỏ. Con đã từng hát sao? Đúng rồi, cô có tài mà. Thật vậy? Hãy cho cả nhà thưởng thức đi. Anh yên đi nha, con không hát đâu. Chị ơi, nghe nè. Chị ơi, làm ơn đi. Chị hát hôm nay thôi. Chị có nhớ không? Tuổi thơ của chúng mình, em thường thức dậy bởi vì chị hát đó. Bây giờ thì đã bao nhiêu năm rồi, em chưa nghe lại. Từ lúc xưa chị hát, chỉ cần chị hát bài hát yêu thích của mình. Hôm nay mọi người đều đang hạnh phúc bởi vì chị đó. Tất cả mọi người đều rất vui. Làm ơn đi. Ôi tim tôi, người đã mang đến mùa xuân, tình yêu thương cho người thân yêu,
tôi phải nói gì đây? Khi chúng ta gặp nhau, một niềm vui nho nhỏ lan tỏa xung quanh. Tôi phải nói gì đây? Hôm nay cả nhà tôi đầy ắp những nụ cười, một vườn hoa hồng. Khi chúng ta gặp nhau, một niềm vui nho nhỏ một vườn hoa hồng. Bà đang chơi trò chơi suốt cả ngày rồi. Ông ấy đã thật sự nghiện rồi, quên cả đói và khát trong lúc chơi. Ông quên cả thời gian trôi qua luôn. Em không biết mình phải làm gì nữa. Ông ấy không một chút rời điện thoại, ngay cả một phút cũng không. Biết vậy thì em đã đưa cho anh rồi. Đừng lo, Pidu. Anh sẽ giải thích cho Kanganda sau. Cô ấy sẽ hiểu thôi mà. Được rồi. Pidu à, sao anh? Anh muốn nói chuyện với em. Chỉ một lát và ngay bây giờ, được thôi. Em đã làm nhiều thứ cho anh bằng việc hy sinh niềm vui của mình. Em đang giúp anh, em thật sự thật tốt. Nhưng xin em hiểu cho, anh chỉ yêu Kangada thôi. Ý anh là chúng ta chỉ có thể là bạn với nhau thôi. Ý anh là chúng ta chỉ là bạn. Ama, em đã có một người bạn tốt giống như anh. Vậy thì em còn muốn gì nữa chứ? Một cô gái không chỉ chiếm ngự những suy nghĩ của anh và trong những giấc mơ của anh nữa, thì chắc hẳn người ấy rất đặc biệt với anh. Đêm qua em đã nghe chuyện này rồi. Anh đã gọi tên Kangana ngay cả trong giấc ngủ. Anh không cần phải lo cho em. Em sẽ chẳng bao giờ can thiệp giữa hai người đâu. Và em là một người bạn, người mà sẽ giúp anh đạt được mục tiêu của mình. Em hứa với anh là như vậy đó. Em hứa mà. Tiệm này là của ai vậy? Thưa ông, đây là tiệm idol Sabna. Nó bất hợp pháp khi kinh doanh trong khu dân cư tại đây. Cô không biết luật sao? Xin chờ một chút. Đi đi, xin chờ một chút đi. Dừng lại đi, đi. Mida. Nó bất hợp pháp khi kinh doanh trong khu dân cư tại đây. Cô không biết luật sao? Có chuyện gì sai sao, thưa ông? Tất cả những máy móc này là của cô sao? Đúng rồi, cô đã được cấp phép để làm ở đây chưa? Bất cứ một giấy phép hay một kiểu giấy tờ đại loại vậy. Tôi vừa mới nộp đơn và tôi sẽ có được phép trong vài ngày nữa. Thưa cô vừa thành lập một xưởng may ngay trong khu dân cư thế này hơn nữa, nếu chưa được cấp phép. Sao anh? Dẫn hết mọi thứ bỏ vào xe của chúng ta không không thưa ông? Khi nào thì có mang giấy phép đến và lấy về mọi thứ. Xin chờ một chút đã, tôi sẽ gọi chồng tôi Manda, anh ấy sẽ mang tờ biên nhận của công việc đồng ý cấp phép mà đã được điều này đủ và đăng ký của công ty. Không thưa ông, tôi không nói dối đâu. Tôi sẽ gọi anh ấy ngay bây giờ, có được không? Xin chờ một chút. Làm ơn chờ một chút nhé. Làm ơn. Gì vậy? Meda. Alo, nghe đi, Meda. Ở nhà đang có chuyện rồi. Có vài người cùng cảnh sát đến nhà chúng ta. Cái gì? Có vài người đến cục cảnh sát sao? Nhưng tại sao không? Không có gì là nghiêm trọng cả. Chúng ta chưa có được cấp phép khi mở xưởng về mặt pháp lý, cho nên họ muốn kiểm tra giấy phép. Em đã đề nghị họ đợi mang tờ biên nhận của việc đồng ý cấp phép, sẽ không có vấn đề gì sau này. Tờ biên nhận nào chứ? Biên nhận nào Mina? Chúng ta không có bất cứ biên nhận nào hết. Mina, em đã làm chuyện gì nữa sao? Manda,
Em đã rất lo sợ sau khi anh gọi cho em vào sáng nay, cho nên em đi gặp Rabak Hanseker, cửa hàng của anh ta gần đây, và anh ta đã lấy 3 dạng sơ bi của em, và anh ta yêu cầu em ký trên một tờ giấy có mộc. Trên tờ giấy có mộc sao? Đúng rồi, anh ta nói với em là anh ta sẽ nộp tất cả những chứng từ trong hôm nay, và anh ta cũng sẽ mang tờ biên nhận về công ty, sẽ được đăng ký vào ngày mai. Vậy đó, anh nói với em nhiều lần rồi là em không nên tin những đại lý đó nữa. Tại sao em không nghe vậy chứ? Manda, hãy về nhà đi. Dạ, làm bán em đi. Mọi người đang ở đây, đang ở trong bên trong nhà mình đã. Mang tờ biên nhận từ chỗ anh ta về được rồi. Được, cho anh địa chỉ và điện thoại cửa Saki đi. Anh sẽ đến đó. Được rồi, em sẽ gửi liền cho anh, ngay lập tức đi. Thì ông chồng của tôi sẽ có mặt ở đây trong 15 phút nữa. Làm ơn chờ cho đến khi anh ấy về. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ ở đây. Được rồi, không sao. Đúng rồi thưa ông, ngồi đi. Xin mời, ngồi đi nào. Ông cũng ngồi đi, được. Ông muốn dùng trà không? Sao có vẻ giận dữ gì? Tôi chỉ muốn mời ông dùng trà thôi. Tôi sẽ đi pha trà cho tất cả mọi người. Cho nên tôi nghĩ... Có chuyện gì? Thưa cô, đơn hàng của cô là 4.280 rupee. Bao nhiêu? Là 4.280 rupee. Không, không phải của chúng tôi, chắc là của hàng xóm nhà tôi thôi, như địa chỉ này là nhà của cô mà. Ai là người đặt đơn hàng đây? Bọn em. Chị ơi, bọn em có đơn đặt hàng là món ăn tối của nhà hàng mới mở gần đây. Đây là phần đặc biệt dành cho chị mà. Món ăn Trung Hoa là món yêu thích của hai người đúng không? Đây, 100 rupee tiền thưởng cho anh đó. Cảm ơn rất nhiều thưa anh. Em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chị ơi? Nào, này hai người đi đâu vậy? Anh còn muốn lấy đĩa để ăn sao? Nói gì nghe, em lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy chứ? Thưa chị, không thành vấn đề. Giữa số tiền này từ khi chúng ta gặp lá bùa may mắn. Em lấy tiền thì bị ra sao? Có phải là em vay tiền của anh ta không? Em có điên không vậy? Chị ơi, tin em đi. Chị có nên tin em không chứ? Em là người đã gây ra rất nhiều rắc rối rồi. Vậy thì có tin em được không? Chị chưa có quên đâu trường hợp của Nidu đó. Em đã phạm sai lầm nhưng mà không hề cố ý. Nhưng giờ thì bỏ qua chuyện quá khứ đi. Em đã học được nhiều điều từ lúc đó. Chị gái, tất cả số tiền mà em đã chi trả hôm nay là chính tay em làm ra đó, từ việc kinh doanh của em. Phải rồi chị ơi, công việc môi giới mà một khi đã hiển thị những khách hàng trong khu vực này, ai muốn mua nhà thì gọi em. Chị ơi xem đây, chúng ta đã gây dựng cho cuộc đời. Quý biết, chị không thể tin được việc kinh doanh của em đã có kết quả tốt đẹp chỉ trong thời gian ngắn vậy, nghe đây. Chị nói cho em biết là em không nên tin vào bất kỳ ai nhanh như vậy, có được không? Chị nói gì vậy? Viras, cậu ấy là lá bùa may mắn của em. Mọi thứ đã thay đổi trong cuộc sống của chúng ta rồi. Kể từ khi cậu ấy bước chân đến đây, ăn quá nhiều đồ ngọt thì chắc chắn là nguy hiểm đến sức khỏe. Nó không tốn nhiều thời gian để lấy lại những gì chúng ta có được dễ dàng trong cuộc đời này đâu. Ý chị là chị muốn nói cho em biết chuyện này không đúng khi đặt niềm tin vào bất kỳ ai mà chưa biết gì về anh ta. Chúng ta ăn thôi, nếu hai người đã tìm được đĩa đúng rồi. Đi ăn thôi nào. Dừng lại đi. Cửa hàng này bị khóa rồi. Thưa ông, có phải đây là địa chỉ 29/3 không? Đúng rồi, đây là cửa hàng. Nhưng tại sao lại bị khóa rồi? Tôi không biết. Anh ta phải đóng cửa hàng thôi, vì hình như đi đâu đó rồi. Ông có thể nói tôi biết được tôi có thể gặp ông Suke ở đâu không? Tôi không biết. Số điện thoại bạn vừa gọi đang tạm thời bị khóa, xin vui lòng thử lại.
Meda, anh Mana đã gọi lại chưa? Ông có biết địa chỉ này không? Thưa ông, bọn họ là đại lý, họ không có một cửa hàng hay là nhà nào cố định cả. Điện thoại của anh ta cũng vậy, cũng không thể liên hệ được. Những người này không tin được đâu. Chúng ta không có sự cho phép để mở xưởng họ pháp lý, cho nên em đã đi gặp Ramakanshik. Hôm nay Banda, anh ta lấy của em 3 dạng sơ mi. Số điện thoại bạn vừa gọi đang tạm thời bị khóa. Bọn họ là đại lý, những người này không thể tin được.